Hoàng Nam đang có mặt tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh để lần theo câu ca dao: hỡi cô thắt lưng bao xanh, có về làng mái với anh thì về. Làng mái có lịch có lề, có ao tắm mát, có nghề làm tranh. Làng mái chính là tên gọi xưa của làng tranh Đông Hồ hiện nay, và đó cũng chính là điểm đến để Hoàng Nam tìm hiểu về một trong những nghệ thuật dân gian đặc sắc của dân tộc, nghề làm tranh. Với sự giới thiệu của mọi người, tôi đã gặp được cô Nguyễn Thị Oanh, nữ nghệ nhân đầu tiên của làng tranh Đông Hồ, trong lúc cô đang đốt rơm. Các bạn có biết cô sử dụng rơm để làm gì không? Bây giờ thì cùng hỏi cô nhé. Cô ơi, rơm này sẽ được làm gì trong các công đoạn để làm tranh ạ? Các cô thì làm một bức tranh Đông Hồ thì các cô phải có hoa, lá, cỏ, cây. Từ trên rừng xuống đáy biển mới tạo một bức tranh. Ngày xưa là các cụ đốt bằng những cái than lá cây hoặc là lá tre. Bây giờ thì các cô cứ đốt bằng những cái rơm lúa. Và mình sẽ đến với những cái công đoạn nào thì để biến những cái đống tro này thì thành màu đen? Ngâm, quấy cái hồ là cái bột gạo. Ngâm vào đấy là ít nhất được một năm thì nó mới nhuyễn, thì nó mới lên màu đen, nó mới đẹp. Tất cả những cái màu của mình thì đều làm từ những nguyên liệu tự nhiên đúng không cô? Các cháu xem của tranh Đông Hồ các cô, các cháu cứ thấy nó chua, đấy chính là màu dân gian. Nếu không có chua, chua là của bột hồ, bột gạo. Nếu không thấy chua là không thấy, là không phải chất tự nhiên. Cho thấy một bức tranh có rất nhiều màu sắc lung linh mà làm mỗi màu nó lại kỳ công như thế này. Thì không biết là một bức thì mình có bao nhiêu màu cơ bản cô nhỉ? Tranh Đông Hồ của chúng tôi là có 5 màu cơ bản, còn cộng thêm những cái màu chồng chéo, chẳng hạn như là in đỏ xong rồi in chồng trắng. Để làm được những bức tranh, thành phần đầu tiên không thể không nhắc tới đó là giấy gió. Cô ơi, cho cháu hỏi là những tờ giấy gió này thì được làm từ nguyên liệu nào ạ? Cái cây gió đây, cái này phải giã nhỏ ngâm, xong rồi bắt đầu lọc trên cái mành nó chảy xuống dưới tạo thành tờ giấy gió đây. Các bạn thấy nó rất mỏng mà nó dai, đây là cái mai con điệp. Chúng tôi phải chọn những con nó mềm thế này, nó được tự thoái hóa lâu năm, chúng tôi mới giã nó mới nhỏ như thế này. Trộn bột hồ là bột gạo, giã xong quét lên trên. Khi mà chúng tôi quét lên rồi thì nó mới thành những cái vân điệp, gọi là màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp, thì nó phải có những cái vân điệp. Mà quét cái mai con điệp lên trên nó có một cái lớp phầu thì nó không hút. Còn độc giấy gió thì mặt đằng sau nó sẽ hơi hút, nó mỏng. Không biết là cô đã có bao nhiêu năm làm tranh rồi ạ? Cái may mắn của tôi là tôi sinh ra và lớn lên ở trên cái mảnh đất mà có cái một cái nghề truyền thống này. Lúc còn ở nhà với mẹ đẻ, 9-10 tuổi tôi đã cứ đi học lửa ngày. Trong lửa ngày ở nhà vẽ tranh với mẹ. Lúc nhỏ thì là học của mẹ đẻ, lúc nhớn thì lại học nghề thêm của bố chồng. Bây giờ thì tôi cứ vừa làm, vừa sáng tác, vừa sáng tạo, vừa tìm hiểu những cái tranh cổ của các cụ ngày xưa. Cô ơi, cháu cũng tò mò là không biết là những cái cục đất này là mình sẽ làm cái gì đấy ạ? Tranh Đông Hồ thì bao giờ cũng màu đỏ là in đầu tiên, là cái hòn sỏi xoan ở trên núi. Cô phải vào tận trong núi Thiên Thai, cách đây 9 cây số để lấy cái này về. Để giã ra trộn với bột hồ lết để in cái màu đỏ. Tranh Đông Hồ thì bao giờ in màu đỏ đây là đầu tiên, và màu đen là màu cuối cùng. Đây là một bức tranh, đây nó có 4 màu thì các cô phải 4 bản in như thế này. Đây là màu vàng là lấy từ hoa hòe ra. Đây là màu xanh là những cái gọi là thân mềm, còn đây là màu đen là cuối cùng đó. Sau khi mà đã in màu đỏ lên ấy thì mình phải để cho khô và chờ trong bao nhiêu lâu thì có thể làm được ván in tiếp theo cô nhỉ? Như trời nắng này thì chúng tôi in chắc phải độ 1 tiếng rồi mới khô. Các bạn có thấy không? Bức tranh Đông Hồ được tạo thành từ những nét vẽ vô cùng đơn giản, mộc mạc. Màu sắc thì cũng đã rất là chân phương. Đề tài thì vô cùng gần gũi với đời sống của người dân. Nhưng mà khi chúng kết hợp lại thì tạo thành một nét độc đáo riêng biệt chỉ có ở tranh Đông Hồ thôi. Và chúng đã từ lâu trở thành một cái nét riêng, một cái hồn riêng của văn hóa Việt Nam. Và hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay các bạn đã hiểu được phần nào quy trình để tạo thành một bức tranh. Và những công sức của những nghệ nhân như là cô Oanh đây đã gìn giữ nghề truyền thống này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.